Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Nam Hội nhập được phát sóng hàng ngày trên kênh Văn hóa Việt VTC10 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, theo nhận định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giáo dục đại học Việt Nam đang có những bước chuyển biến và sẽ dần thay đổi tỷ lệ từ 70% vào đại học, 30% học nghề hiện nay thành tỷ lệ ngược lại, 70% học nghề và 30% vào đại học để tiếp cận xu hướng chung của thế giới. Có thể nói đây sẽ là xu hướng chung của xã hội trong những năm tiếp theo. Đào tạo nghề kép là việc phối kết hợp giữa đào tạo tại doanh nghiệp và đào tạo tại trường nghề nhằm giúp người học có được kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hành và kinh nghiệm nghề đáp ứng yêu cầu của một nghề cụ thể. Với mô hình này sẽ có rất nhiều cơ hội cho học viên Việt Nam có thể đi học tập và làm việc tại các thị trường phát triển như Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản. Và trong chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về mô hình du học này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm nay là năm cuối cấp phổ thông trung học. Bạn Hoàng Thùy Linh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội đã xác định sẽ đi du học nghề kép sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, song song với việc học văn hóa ở trường, Thùy Linh đã chủ động tham gia các khóa học tiếng Đức bằng hình thức online vào các buổi tối hàng tuần. Hiện tại thì em chỉ học là cái khóa học vùng đấy thì em học 2 buổi trên một tuần thì em có thể sắp xếp được, tại vì là ở trên trường thì học cả tuần xong em học thêm thì em vẫn sắp xếp được buổi tối. Em khả năng tự tin rất là nhiều về khả năng đạt được cái bằng cấp của em, và nếu mà đạt bằng cấp xong thì em có thể xin visa. Và hiện tại thì em đang học khá rồi đấy ạ, tại vì là cũng gần tháng ạ. Hôm khai giảng ngày 5 tháng 9 vừa qua thì phía lãnh đạo phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp, một khóa học bổng liên quan đến đào tạo về tiếng Đức. Là một trong những đơn vị có thể hỗ trợ định hướng cho các em học sinh đang học phổ thông trung học nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Học viện Gelly Edu đã xây dựng nhiều chương trình tư vấn cho các em làm quen và tìm hiểu về loại hình du học nghề kép, chương trình đào tạo nghề kết hợp việc giảng dạy lý thuyết tại trường và thực hành, thực tập ngay tại doanh nghiệp. Theo đó, sau khi tốt nghiệp, học viên có thể áp dụng trực tiếp những gì mình đã học vào công việc tại doanh nghiệp. Đây là mô hình đang rất phát triển tại các nước như Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản. Gelly Edu sẽ dành những cái suất quà tặng, trao tặng cho các trường để các em có được cái trải nghiệm, và từ những cái trải nghiệm đấy rồi các em sẽ định hướng được mình trong tương lai mình sẽ làm gì. Và nếu như các em có mong muốn nhu cầu đi sang Cộng hòa Liên bang Đức thì chúng tôi cũng sẽ dành tặng những cái suất học bổng để các em trải nghiệm về tiếng Đức và có những cái kinh nghiệm cũng như là tiếng như thế rồi thì các em sang Cộng hòa Liên bang Đức hay bất cứ một quốc gia nào thì các em cũng sẽ phát triển được tối ưu những cái khả năng của mình. Khi học sinh được sang quốc gia tiên tiến để học tập ấy thì cái cơ hội để học sinh có thể có được cái nghề nghiệp đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường lao động, trở thành công dân toàn cầu, tôi nghĩ là tốt hơn. Vừa qua thì Edu có kết hợp với nhà trường và có tặng nhà trường một số cái khóa học bổng tiếng Đức này, rồi cái chương trình đào tạo giáo dục kỹ năng dành cho học sinh. Và tôi cho rằng những cái chương trình, đặc biệt là chương trình giáo dục kỹ năng cho học sinh, giúp học sinh có những cái định hướng tốt hơn trong cái việc lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn tương lai của mình. Đặc biệt các chính sách du học nghề hấp dẫn từ chính phủ và các trường nghề, các doanh nghiệp liên kết tại các quốc gia châu Âu như Đức bao gồm miễn học phí học nghề, đồng thời nhận trợ cấp từ 700 đến 1.200 euro một tháng trong suốt 3 năm học. Cam kết việc làm sau tốt nghiệp với mức lương khởi điểm từ 2.200 đến 3.000 euro một tháng. Trong những năm trở lại đây, số lượng các bạn trẻ Việt Nam học tập và sinh sống trên khắp các quốc gia tăng vọt. Phần lớn đều mong muốn học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển nhằm có tương lai ổn định, được hội nhập với các nền văn hóa khác nhau. Một trong những yêu cầu quan trọng để có thể du học nghề kép chính là kỹ năng mềm, bao gồm giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng sáng tạo, tư duy.
vì học viên khi du học không chỉ học nghề mà còn trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp, do đó kỹ năng mềm rất quan trọng. Và để đáp ứng yêu cầu này, ngay từ giai đoạn học trung học phổ thông, các em học sinh đã có những khóa đào tạo ngắn để làm quen với các kỹ năng mềm. Các đại biểu, các thầy cô và các em nữa có nhiều sức khỏe, các em. Đây là buổi học tập trung để tìm hiểu về kỹ năng mềm của học sinh trường Trung học phổ thông Phổ Yên, Thái Nguyên. Chúng ta tập trung nhé, tập trung để về sớm. Với thời lượng 2 tiết học, các em được làm quen với rất nhiều thông tin về kỹ năng mềm cần có để có thể phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp. Theo các chuyên gia, việc đào tạo kỹ năng mềm bao gồm các nội dung kỹ năng thiết lập quan hệ xã hội, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nhóm đội, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, sự hăng say công việc, tính chuyên nghiệp sẽ giúp các em hiểu rõ bản thân và mục đích của việc du học nghề. Có tư duy sáng tạo và biết cách giải quyết vấn đề hiệu quả, qua đó nâng cao kỹ năng thực tập nghề nghiệp song song với việc học lý thuyết. Với các bạn là học sinh thì chúng ta phải khai phá tư duy và để định vị cho các bạn để biết là mình là có điểm mạnh gì, có điểm sở trường gì, sở đoản gì, các bạn đã trang bị được những kiến thức gì ở tầng thứ mấy, ở cấp bậc thứ mấy để làm hành trang các bạn định vị mình để bước vào cuộc sống cũng như là lựa chọn nghề. Để chúng tôi là những người mà sẽ đồng hành cùng với các cháu, chỉ cho các cháu là nên lựa chọn là học nghề hay học đại học hay là phát triển bản thân ở môi trường mà các cháu tự tin cảm thấy đó là cái thế mạnh của các cháu. Tôi có để đọc ngược quyển sách giáo khoa từ cuối quyển sách đi đầu quyển sách. Vì tôi ý thức được về học mà tôi phải đấu chọi. Độ tuổi trung học phổ thông là giai đoạn chuẩn bị bước ra cuộc đời, nên đây là thời điểm quan trọng để đẩy mạnh giáo dục cho các em những kỹ năng mềm, làm hành trang vững chắc cho thành công trong tương lai. Vì vậy, giáo dục kỹ năng mềm tại các trường trung học phổ thông hiện nay đang được chú trọng và tạo điều kiện thực hiện không chỉ trong các giờ học chính khóa, mà còn cả trong các hoạt động ngoại khóa được lồng ghép và thiết kế vô cùng hiệu quả. Nhà trường đã xây dựng các cái chương trình giáo dục trong năm học, đặc biệt chú trọng đến cái việc giáo dục kỹ năng đối với các em học sinh. Và nhà trường cũng đã tổ chức nhiều các cái buổi ngoại khóa cũng như là các cái hoạt động để giáo dục kỹ năng cho các em, đặc biệt là kỹ năng sống, kỹ năng định vị bản thân, kỹ năng về an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình. Thì trong những năm học vừa qua cũng như trong năm học này, nhà trường rất là chú trọng trong cái việc tổ chức các cái dạy học các cái kỹ năng này. Em cùng một bạn khác đồng sáng lập đây là câu lạc bộ, bây giờ mới là riêng đầu tiên, nên là em cũng đã có nhiều lúc cũng có nhiều sai sót và em cũng đã phát triển được cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ngoại giao giữa các bạn và các thầy trong trường, và cũng như là kỹ năng phát tổ chức sự kiện hay là cùng có thể nâng cao được cái việc giải quyết vấn đề của mọi người ở trong từ trong lớp cũng như trong câu lạc bộ ạ. Sau khi kết thúc chương trình phổ thông, các em học sinh sẽ bước vào cánh cửa đại học, du học hay học nghề. Vì vậy, việc trang bị cho các em kỹ năng để tự lập, tự mình giải quyết vấn đề, có khả năng đương đầu với các thách thức một cách hợp lý sẽ giúp cho cuộc sống của các em trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những kỹ năng này lại càng đặc biệt quan trọng nếu các em lựa chọn con đường du học nghề kép. Rất nhiều quản lý nhân sự cấp cao sẽ đưa cho các bạn một tình huống để xem các bạn xử lý tình huống, xử lý vấn đề như thế nào. Mà thường thì rất nhiều ứng viên cùng với một tình huống như thế sẽ có những cách giải quyết tình huống, xử lý vấn đề khác nhau. Bên cạnh môi trường sống, chất lượng giáo dục tuyệt vời, thì chính phủ một số nước châu Âu như Đức còn tạo điều kiện cho du học sinh quốc tế được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội về giáo dục y tế như một người bản xứ. Và có thể nói du học nghề kép đang được coi như là một lựa chọn để các em học sinh có thể quan tâm sau khi tốt nghiệp phổ thông. Đến đây, chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.